Hey, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình đi qua thằng qua nhà thằng em họ mình lấy con bìm bịp con. Nó nói ngày hôm qua nó đi cắt cây các bạn. Cắt cây cho người ta nó phát hiện được cái ổ bìm bịp. Thì nó lấy nó cho mình. Tại mấy con chim của mình toàn chim con của mình nuôi toàn là nó lấy không á, tại vì nó đi tỉa cây cho người ta đó, thì nhiều lúc những cái cây mà nó tỉa mà nó có tổ chim thì nó lấy luôn. Thì bây giờ mình đi qua đó mình lấy, nhưng mà nó nói là nó không có cho nó không cho quay mặt nha các bạn. Có gì là mình qua mình nói chung mình cho các bạn xem cái đoạn đường thôi, rồi mình lấy về nhà rồi mình quay cho các bạn xem. Mời các bạn đón xem nha. Chuẩn bị mình cho các bạn thấy cái cảnh mà người miền Tây họ gom dừa ra để chuẩn bị bán đó các bạn. Đó, họ gom dừa từ trong vườn ra đó. Xong rồi họ chất lên xe chở đi tiêu thụ. Ở trong quê miền Tây mà trong vườn á thì cái đường nó nhỏ các bạn. Đường này là hai cái xe chạy qua là phải một xe phải dừng lại nha, rồi xe kia chạy. Rồi cầu ha, mương rồi xung quanh là mương mương nước đó. Sình sỉnh mà chạy ở đây là lọt xuống mương là chuyện bình thường. Đây nè các bạn, đây là con bìm bịp mà thằng em họ mà nó cho mình đây, mình lấy về đây. Bây giờ mình cho nó ăn dế dế ngâm nước này, nó đang há miệng ha. Đó. Tại nó còn nhỏ các bạn cho nên mình cho nó ở trong đó. Mình mới mua 10.000 vé nè. Rất nhỏ. Nó mở mắt rồi các bạn. Này.
mới cho ăn 3 4 con rồi. Mấy con nhỏ nhỏ này là phải nửa tiếng là phải cho nó ăn lần các bạn, chừng nào lớn hơn xíu nữa thì khỏe, còn bây giờ thì hơi cực. Nhưng mà mình phải nuôi nó từ nhỏ vậy nè, rồi nó lớn lên nó mới theo mình, mai mốt mình đi đâu là đi theo đó đó. Nuôi chim nhỏ thì nó hơi cực nhưng mà lớn lên thì nó dễ thương hơn. Một cục đây thì lùi luôn. Mỏ nó bự ghê các bạn. Mình cũng không biết được bao nhiêu ngày nhưng mà chắc cực. Oh my god. Đó, chúng con là vậy đó các bạn. Nuôi nó là phải hy sinh, là phải chịu khó vậy đó. Thì mai mốt lớn lên thì nó mới dễ thương với mình được, chứ còn mình ngang ngang mà mua chim lớn về nuôi nó không có theo mình đâu. Nhưng mà cái này thì hồi chim con rồi nó hơi cực, nó hơi dơ nhưng mà kệ không sao. Mình mới cho nó ăn xong nè. Chim con là vậy đó, nó ăn no cái nĩa là. Rồi sẽ một thời gian tới sau đó mình sẽ quay, nó lớn rồi mình quay lại mình coi những cái cảnh này. Mở mắt nè các bạn. Bịp 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 Nó khác cái chim chảo nha các bạn. Chim này là dạng chim săn mồi nhưng mà săn mồi cái kiểu nhà quê, cái kiểu kiểu cũng không tới nỗi dữ lắm đâu. À, chim bìm bịp mẹ nha, nó vẫn ăn những cái tổ chim con khác nha các bạn. Nó cũng là loài săn mồi á, nhưng mà săn mồi dạng săn mồi cái bằng săn mồi hiền hiền thôi, chứ không phải mà kiểu dữ mà đang bay mà chụp nguyên công lớn đâu. Chim bịp mẹ này, thường thường nó chỉ ăn những cái tổ chim con nó, chứ nó không có, nó cũng không phải cái loại mà lượn rồi bắt những cái con chim đang bay giống như kiểu là đại bàng hoặc là chim cắt hoặc là chim diều trắng á. Nhưng mà bìm bịp nha, nó vẫn ăn những cái tổ chim con khác á, cho nên ha, cái thịt của con chim con nó khác ha, nó đen thì lùi à, nó không có giống như cái ổ chim con bình thường. Mấy ổ chim con mà bình thường á như chim chảo hồi bữa đó là nó thịt nó đỏ đỏ vàng vàng đỏ đỏ, còn thịt đặc biệt của bìm bịp là nó đen thì lùi à, thấy không, đen thì lùi luôn. Mỏ nó bự nè, nên cho nên là nó là dạng săn mồi đó, nhưng mà săn mồi kiểu hiền thôi. Chứ chim mẹ nó là cũng mình thấy là trên đấy nó thấy là có nó bắt những cái tổ chim con nó ăn luôn á, cho nên cái thịt chim của nó là nó y chang như những con đại bàng con với lại con cái gì, nói chung là những cái con mà săn mồi dạng chim săn mồi á, thì cái thịt mà chim con nó cũng đen giống vậy luôn nè. Nói chung là cái loại chim săn mồi á, là lúc còn nhỏ thịt nó đen. Rồi sẽ đợi đấy, một thời gian tới nó sẽ khác liền. Ăn nữa hả? Cho nó ăn thêm con nữa. Này, bịp 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 bịp. Mày ăn không ỉa tay tao nha. Nói không? Nói không? Bịp 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 bịp. Thì cái bụng nó khá lớn nha, nó ăn trên mồi nhiều hơn là cái con chảo. Con chảo nó ăn cái tầm 2 con là nó no, còn bịp này nó ăn chắc cỡ chục con. Bịp 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 này 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 bịp 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 này, nghe không, bịp 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 thôi hả, rồi hả, bịp 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 rồi hả, này nó rồi thôi. Nè nè. Thôi. Một cục đen phải lùi luôn. Thôi, cho vô nó nghỉ nha. Vô đi.
Rồi, các bạn qua cảnh khác. Chào các bạn nha. À, đây là bữa cơm đạm bạc của mình. Này có, này là cá cá ngặn đô nè, cá dành dở nữa các bạn. Này mình đánh lưới dưới sông. Còn đây là rau muống tự nhiên, nước mắm, tỏi vậy thôi, ăn cơm nữa. Để mình cho thằng nhóc mấy con lớn này, mình ăn mấy con nhỏ thôi. Các bạn nha. Món này là hái ở ngoài vườn các bạn. Ở đây thì kiếm được mấy cái mồi tôm cá đồ ăn thì giờ đủ ăn. Còn mà muốn mà có cá tôm bán là phải đi nhiều, phải lưới nhiều, lợp nhiều, câu nhiều, đi suốt cả đêm á. Còn mình thì mình canh cái con nước mà nó xoay bên ngày mình mới đi, cái bên đêm mình không đi. À, nếu mà quấn ngoài sông á thì có những cá dình dợn này, còn mà có những lúc mình quấn ở trong hồ á, trong mương á, thì chỉ có cá gì quên rồi, cá lồng tông.
cá ngàn đô này á, chiên thì cái thịt nó chắc hơn, còn mình kho thì cái thịt nó nhão hơn, mình khoái ăn chiên hơn. Rồi, các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhấn vào cái chuông để nhận thông báo khi mình ra video mới. Cảm ơn các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye.